Chào mừng quý vị và bạn đã quay trở lại với Vietnam Sport TV và chúng ta sẽ cùng đồng hành với giải đấu Liên Câu Lạc Bộ mùa 4. Và bây giờ sẽ là hai trận đấu vào lúc 17 giờ. Chúng tôi sẽ lựa chọn cho các bạn đó một trận đấu vô cùng hấp dẫn, cuộc đọ sức giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Đắk Lắk. Trong đấy, trận đấu cùng giờ sẽ là cuộc đọ sức giữa câu lạc bộ Huế và câu lạc bộ Cần Thơ. Và ngay bây giờ không để quý bạn đợi lâu, chúng ta sẽ đến ngay cuộc đọ sức giữa Hải Phòng và Đắk Lắk với đội hình ra quân của cả hai vận động viên. Với Hải Phòng sẽ là Quang Huy là người dẫn đầu. Quang Huy này bình luận viên của Quang Huy rồi. À, thì vui đấy. Thế thì fan MU chắc luôn. Chắc chắn rồi, nhưng mà Leja Vassava rồi. Với sơ đồ là 4-2-3-1 biến tấu khi mà Messi đá vị trí CM, còn đẩy Luis Suarez đẩy ra cánh. Gabriel bên kia cắm là Van Nistelrooy mùa 6U. Đây sẽ là sự đổi mới thôi. Lâu lắm mới thấy có một sự xuất hiện khác biệt so với những kiểu tên là Closer, Higuain hay là không linh hoạt. Vài nữa. Không linh hoạt thực ra là một cái chỉ số giá cũng đang hạ giá rất là tụt huyết áp. Tụt như tụt quần rồi. Và nói chung mà nếu mà để nói về Quang Huy này chắc cũng fan MU rồi, thì chọn là 1 này, 2 này, 3 này, cả 4 luôn này cũng MU hết này này. Đúng. Bên ngoài còn nhiều lắm. Ronaldo có khi là Rio Phi năng kìa. Rồi đấy. Đúng không? Đấy, Rio nhiều lắm. Có khi là cứ tên là Huy là tại fan MU. Cũng hay đấy. Và bên này thì sao với Phụng Ngục? Anh chàng Ngô Phụng này thì hôm qua cũng đã quẩy rất ác, quẩy khá ác và thể hiện khá tốt. À, sau đó lên trên Facebook cũng post nhiều cái gọi là clip cũng tự sướng nhiều lắm. À, thế nói chung là anh chàng này thì nghề chính thì chắc là DJ. DJ à? Quẩy kiếc rất là nhiệt. Còn nghề phụ chắc là đá FIFA. Với sơ đồ 4-2-2, biến tấu khi Vieira đẩy lùi sâu. Cao thì vẫn có Crespo và Higuain, lần này tôi xem anh quẩy như thế nào. Với Bale bên kia và Rondo bên trái. Như vậy Rondo vẫn là một người 14T à? Có Van der Sar trong khu gỗ hai bên rồi chơi Van der Sar. Nhưng có vẻ như thẻ cộng bên phía của Phụng Ngô kém hơn so với Quang Huy. Quang Huy thì tiền kiếm về bình luận viên nhiều, bây giờ đầu tư mạnh lắm. Thế ra bình luận viên ở cấp xóm rồi. Quang Huy này cứ nhìn lên cấp xóm rồi. Gọi tắt là Huy Mù đây đúng không? Tôi nhìn thấy có vẻ như là khá nhiều cầu thủ phong độ cao này, có khi là đầu tư là mới mua chứ để đá đấy. Mua thì càng quá, thực ra đá lâu rồi. Ở đây sẽ là một cơ hội khá lớn cho Hải Phòng khi họ đang có 6 điểm và nếu như giành chiến thắng thì họ sẽ là lên chín điểm. Lên chín điểm thành. Và Đắk Lắk cũng vậy. Đắk Lắk à đúng cũng bằng điểm. Bởi vì hôm qua vừa thắng trận đấu Đà Nẵng xong thì Đắk Lắk thì cũng bằng. Đắk Lắk bằng Đà Nẵng mới 3 điểm thôi. 3 điểm rồi. 3 điểm. À, nếu thắng, thắng thì bằng Hải Phòng. Hải Phòng thắng thì bằng 9 điểm với đội bóng ở trên. Rồi. Không sao, sau trận đấu này thì chúng tôi sẽ xin phép là mời kỹ thuật là bật lại cho tôi cái lịch thi bảng xếp hạng. Là biết ngay đúng không? Thoải mái thôi. Tôi nghĩ thực ra là đó là đây là cơ hội dành cho cả hai. Bên nào cũng có một sự đuổi kịp ở phía trên của mình. Và nếu Đắk Lắk giành chiến thắng thì đấy sẽ là một cái cục diện nó hay hơn hẳn. 3 đội 9 điểm, 3 đội 6 điểm, còn mấy đội sau có vài điểm nữa. Còn đội Huế là không điểm. Nếu thắng cái trận này Huế sắp tới với trận kia thắng được thì Huế là thành được 3 điểm. Khó. Và Phụng Ngô đang chọn cho mình được đó là cái màu áo của Aston Villa. Ừ, Aston Villa xuống hạng rồi vẫn cứ thích đá. Không biết là có ác bò là hò hay không. Hò trận này chỉ kiểu hò gà rồi. Anh nhắc đến hò từ hò luôn. Hò luôn rồi. Thế lầy. Bóng ra sân Villa. Mãi thích đá kiểu. Rồi cái kiểu cầu diễn như này dễ thua lắm. Đúng, tôi nghi lắm, thường những hai anh chàng nào kiểu thích biểu diễn. Màu mè, cứ màu mè ban đầu là đấy. Đấy. Rồi đây rồi. Còn Huy sẽ không chỉ dùng miệng, chỉ đấu khẩu nhưng không đấu sức. Vừa đá lại vừa dùng mồm bình luận luôn. Đúng. Chọc cái cánh, đúng rồi. Mải bình luận ấy, hơi trượt tí. Cái kiểu mà vừa đá xong vừa nói rồi. Chuyền trái này, lên phải này, đấy, cái kiểu đấy ngày xưa là tôi hồi bé là tôi hay bị lắm. Chơi điện tử 4 nút cũng thế. Đúng, nhờn này, nhờn này, sút vào mặt mày các thứ. Đúng. Sút nhá, tạt này, đấy kiểu vậy. Ở đây sẽ là Phụng Ngô. Liệu có hóa Phượng Hoàng hay không hay chỉ là một đậu phụng thôi. Nào, treo tốt. Rồi. Không được. Đậu phộng rồi. Đậu phộng quá. Phản công dành cho Quang Huy. Thực ra về bên phía liên đoàn bóng đá gọi là câu lạc bộ Hải Phòng thì họ cũng đã sau mùa đầu tiên thì họ đã gọi là đi xuống khá nhiều. Ừ. Ôi cơ hội. Ôi, chân ngắn quá. Chân ngắn đáng yêu đến từ vị trí của Lionel Messi. Messi. Khá đáng tiếc. Nó là một cầu thủ chân nhỏ dài hơn vài xăng là xong rồi. Một xăng rồi. Một xăng, tôi nghĩ là một xăng thật. Có khi chỉ cần một nanomet thôi. Ui. Cũng đã chạm được vào cái quả bóng đấy rồi. Đúng. Ai bảo 1m69 hoặc 1m70 như kiểu Messi được. Ôi. Tôi nghĩ là anh chàng này nên đi nối chân. Ừ. Trong khi vào lại 3 này chúng ta kiếm được tiền mà không cho cầu thủ đi phẫu thuật thẩm mỹ được nhỉ? Đúng. Cái thay đổi tóc, tai rồi thì ấy, cho thể xăm trổ rồi. Đấy đúng. Đeo tôi, nhẫn đeo nhiếc. Tôi rất là thích mang cả dao kiếm vào dân luôn. Chết. Giống bóng đá phủi ngoài đời. Càng quá, thế này giống kiểu đội bóng thiếu lâm rồi. Và tấn công tiếp theo của Quang Huy. Nistelrooy. Hơi cồng kềnh và tù. Sau một năm huy hoàng của mùa thứ nhất thì có vẻ như bây giờ Hải Phòng đang nói chung là cố gắng xây dựng lại thì phải. Sau lứa đầu tiên gọi là lứa thế hệ vàng. Ừ. Thì bây giờ đang tìm đến thế hệ bạc. Đấy. Bây giờ chơi màu áo trắng chứng tỏ luôn.
Nếu mà thua tiếp thì sẽ có thế hệ đồng và cưa lông. Ui, đó là sở trường. Messi có thể không đủ chân để có thể căng ngang bắt bóng thành công, nhưng với những pha ZD thì ui, và chỉ có sự xuất sắc của De Sa với mét 97 mới cứu thua được. Bóng bay nhanh, xoáy, mang độ hiểm hóc rất cao. Cái kiểu tạt phạt góc vừa rồi xoáy ra góc xa giống giống kiểu anh Khôi hay đá thế. Tôi bỏ rồi, tôi bỏ kiểu đấy rồi. À không, không tạt xoáy kiểu đấy nè. Nói tôi nhận để lộ bài. À, tôi không nói gì cả. Ok. Hợp lý, cái đấy hợp lý. Rất nhiều người, những đối thủ của anh sẽ theo dõi những trận đấu mà tôi và anh bình luận. Đánh đâu? Đánh trượt rồi. Đó là Higuain. Higuain mét 84. À, đấy. Có vẻ Quang Huy ngày nay vừa kiểu bình luận nhưng mà khá là tưng tửng. Làm thơ. À đúng. Bale thể lực thoải mái luôn. Không được. Gặp ngay ông đen đen thì kinh quá. Mấy ông đen đen nhìn đã thấy lực rồi nhỉ? Sợ. Kiểu gì kiểu. Dứt điểm. Ngon rồi, đây ngon, rồi, ngon, đây ngon, rồi. Ngon. Tôi nhìn là tôi đã thấy có bàn thắng đây rồi. Quả này có biết phải ZD không? Trông căng này hình như không phải ZD thì phải. Cứ là ông ZD. ZD không? ZD. À lộn nào. Gãy. Phiên bản cũ thì có những pha lộn mà không bấm chuẩn phát là gãy. Xòe nằm. Này, à rồi, ZD. Ui xoáy. Cái kiểu chính cái kiểu ZD không xoáy lắm thì lại bay vào góc kiểu hiểm hơn. Nếu mà có hơi kiểu biết chân ZD xoáy nó sẽ cong nhiều quá vào thủ môn. Cong nhiều quá nó sẽ vào thủ môn. Đấy, thế cho nên là ví dụ những người nào mà không có skill ẩn ZD, đây chính là anh chàng này. Van Nistelrooy chả có skill ẩn ZD quá thì có mỗi cái gọi là không linh hoạt, tức là xoay trở cứng. Và đặc biệt là đá, nếu không đá đúng vị trí sở trường thì nó tệ đấy. Tệ vô cùng. Bây giờ mà cho Nistelrooy về đá tiền vệ tấn công là biết là đá không đá được, đá cánh đấy. Đá CF lùi thôi nó thấy có vẻ vấn đề rồi. Hai bên hòa nhau với cái phần kiểm soát bóng. Nhưng tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Quang Huy. Tôi phải nói thế, anh định anh nhảy vào mồm tôi biết ngay mà. Hay kịp làm gì đâu, và chúng ta đang xem lại pha xoay sở cực tốt của Van Nistelrooy và đó điểm sáng duy nhất của cái hiệp một trận đấu, và bây giờ hai bên đang đứng dạng như kiểu đó là hơi đơ rồi. Thủ môn người đồng hương là Van der Sar không thể nào cản được cái cú sút đấy. Và không có sự thay đổi người luôn, bắt đầu luôn đến từ Phụng Ngô. Sau bàn thua vừa rồi, giờ hết múa mai rồi. Đấy đầu trận múa. Anh Khôi phán chuẩn luôn. Múa kiểu này là gãy rồi, đúng gãy thật. Bèo. Lúc cuối trận thì tôi thấy đã có những cái sự thay đổi sau khi nhận bàn thua. À. Anh ta sẽ tăng cường thêm, tức là đẩy Gareth Bale đẩy đá vị trí tiền đạo cánh. Ừ. Còn trong cái đấy Ronaldo vẫn chỉ đảm nhiệm hành lang nó tiền vệ tấn công cánh mà thôi. Chút nho nhỏ thay đổi nhưng chưa đủ. Nguy hiểm. Phá lên. Bale sẵn sàng áp sát. Pogba. Higuaín đang lùi hơi sâu. Higuaín như là công hai thủ một. Pogba qua người rất khéo. Còn đây là Kress. Không thành công. Chưa được. Và phản công thật nhanh dành cho Quang Huy. Ôi, lệch nhịp. Rất đáng tiếc. Mất bóng về trong chân của Phụng Ngô và ngay lập tức tổ chức tấn công bên phía cánh trái này. Hồi xưa nếu ai mà kiểu đan khâu vá mà đang kiểu lệch nhịp phát là chọc vào tay ngay, chọc chảy tay. Bóng ngay. Nhưng rất nguy hiểm những tình huống lệch nhịp như vậy. Và đây là Higuaín. Ván rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Và đó là bàn thắng san hòa tỷ số 1-1, một pha xử lý vô cùng bình tĩnh. Đáp. Căn đa chuẩn vào đạp vào. Ôi giờ lại Gangnam Style. Tưởng quay đấy, nếu mà hình như tôi nhớ không nhầm là nếu đang kiểu chạy như thế ấn hai lần nút D. Đang chạy bình thường sang thả ra ấn hai lần nút D thì nó xoạc xuống dưới. Một quẹt chân xuống đạp cho ở phía trước ra, nếu mà ai trúng ai thì ngã luôn. Đấy cũng hay. Gây chấn thương đấy. Chấn thương chắc không đâu. Thì thường những ăn mừng đấy không cho chấn thương. Đá trong trận đấu thường này thôi, cái tỷ lệ chấn thương đã bị giảm đi quá nhiều so với xưa rồi, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là kể cả những cầu thủ có chỉ số ẩn dễ chấn thương nhưng chưa bao giờ thấy chấn thương trong phiên bản mới này. Có, tôi thấy có rồi. Có những hiếm lắm. Đó là kiểu Aguero chạy... hay là Robben là tôi do thấy kiểu có chạy rồi. Quá mệt xong rồi thể lực cạn thôi thì mới chấn thương. Không, có cả vào bóng chấn thương. Ừ. Nhưng mà tôi thì chưa thấy, tôi lại chưa thấy. Trong này tôi chỉ thấy là những quả vào bóng rất bình thường, trọng tài cho thẻ vàng. Đấy, là những quả mà tôi sợ. Sẽ đây. Lại sẽ đây nữa. Đánh đâu? Ok, bỏ đi đâu? Việt vị. Tôi quả ngải ba đen ngon luôn. Sợ bóng. Đúng Việt vị thật. Quả này ngải ba đen được đấy. Đây. Đỡ, đấy. Quả ngải ba đen luôn, lại lùi. Sợ. Hình như bóng có cái gì đó. Hơi dơ. Và Quang Huy tiếp tục lấy bóng. Qua người rất khéo. Người bắn luôn như gì đó. Hơi chần chừ. Tôi nghĩ hoàn toàn Bale tung chân đá ra góc xa. Đá như kiểu Higuaín đá vừa rồi xong. Cứ dốc thẳng vào xong bắn bóng ra chéo góc xong. Phụng Ngô rất may mắn và bây giờ lại quẩy. Mới hòa thôi đã quẩy này. Tôi nghĩ rằng tí cuối trận này lại gãy. Thôi anh ta cứ vui lúc nào thì cứ để anh ta vui đi. Ừ, đúng rồi, công nhận. Đời có mấy tí đúng không? Sống thôi đừng để phí. Bỏ bóng. Và phản công dành cho Quang Huy.
phút 80 rồi, một bàn thắng thôi là nó sẽ chấm dứt cái trận đấu này. Ui, mấy lần cái kiểu truyền ngược lại sau tự nhiên thấy hơi mạnh mạnh nhỉ. Tì à. Mandini lên khá cao. Trong. Đúng bài, bên trong có người. Đây là cơ hội. Đánh ra. Và đó là Van Nistelrooy. Một pha chọn vị trí quá ổn của Van Nistelrooy. Pha đánh đầu ra góc gần. Pha cứu bóng đến từ vị trí Gareth Bale. Phải ngay lập tức truyền vào luôn. Nào, bóng của ta không chưa ra, ra, chưa không ra. Không ra đâu. Trọng tài đi từ bắt chuẩn lắm. Và lại là Mandini. Mandini okay. Là người lao ra đánh đầu cả. Đánh đầu trượt. Và Phụ Ngô. Đấy, tôi nói. Cuối trận đấy. Đang quẩy nhưng cuối trận lại gãy. Thôi thì đó là cũng phải nên rút kinh nghiệm thôi. Bây giờ thì còn lại những người khác ở bên phía của Đắk Lắk thì cũng đang có lẽ khá là căng thẳng. Còn anh chàng Cúc Việt đúng không? Hôm qua hát hò. Hát hò cũng hát hò rồi thì kể cả nó cũng Sky phết. Có anh nào thứ hai là đá có vẻ là trình độ là chưa Hoàng, được bằng Hoàng Khánh. Hoàng Khánh thì đấy đúng không? Khánh chứ sao Khánh. Đấy. Là trình độ chưa được bằng Cúc Việt với lại cả Phụ Ngô. Thôi hết giờ rồi. Quang Huy dẫn bóng ra, đúng luôn, không có một tí bù giờ nào cả. Và chiến thắng đã thuộc về Quang Huy. Tỷ số là 2-1 nhưng nó vừa đủ để điền thêm Quang Huy vào trận đấu tiếp theo. Trong đấy Phụ Ngô đã phải rời cuộc chơi trong cuộc đọ sức giữa Đắk Lắk và Hải Phòng. Và như vậy là Hải Phòng đã tạm thời vượt lên với tỷ số 1-0. Mang theo hy vọng có thể đuổi theo 3 đội dẫn đầu đang là 9 điểm. Vẫn còn đó 2 trận đấu khó khăn nữa nhưng với những gì Quang Huy đang thể hiện có một chút gì đó khá may mắn. Người anh ấy có thể sẽ vẫn có thể tiếp tục cái đà của mình. Bây giờ đến gặp người thứ hai là anh chàng Hoàng Khanh và vẫn thể hiện như trong ngày hôm qua. Phát bóng lên không một pha bóng nào chuẩn cả. Và hình như là không tung ra một cú dứt điểm nào. Ngày hôm qua tôi nhớ trong trận đấu của anh chàng Hoàng Khanh không sút nổi một quả. Không sút nổi được một quả nào, rất là nếu đáng như buồn thì sẽ là một cái sự lo lắng dành cho bên phía Đắk Lắk. Chỉ chắc là còn cuối người cuối cùng nó trong công việc thì mình ra cố gắng hy vọng. Nhưng bây giờ hiện tại thì Quang Huy vẫn đã có được cái thế trận của mình rồi, có được cái tâm lý của mình rồi. Như vậy là anh chàng Trung Nghĩa. Như vậy sẽ có đổi bởi vì có 4-5 người bên phía của Đắk Lắk thay đổi được thoải mái, dự bị mà. Theo Hoàng Khanh hôm qua thì chắc là cố gắng để làm vai trò dự bị, hôm nay thì không nữa. Thay vào đó sẽ là một người có được xếp hạng sau vàng. Trong đấy thì Quang Huy thì mới chỉ là xếp hạng là bạc B. B rồi. B bạc. Chứ nói lười đá thôi. Đá có thể nhưng mà nhìn cái khả năng đá thi đấu anh ta thì khá là tốt và chúng ta sẽ đếm được gia quân của cả hai vận động viên. Bên trái chúng ta vẫn sẽ là anh chàng Quang Huy. Quang Huy của Hải Phòng với sơ đồ 4-2-1 khá hẹp. Giờ này thì Messi đá được đúng vai trò sở trường mình rồi, đó là tiền đạo chạy cánh phải. Kaká là trái, Tinho đá giữa. Trong khi đó thì Suarez mùa EC là mùa giải xuất sắc nhất của anh chàng này. Sẽ đá thì nó cắm. Carlos và Alaba hai cầu thủ chạy trái nhưng mà Alaba lại bên tay phải cũng được. Pepe E8 là một trong những cầu thủ có não. Luca Toni đẩy đòn. Thay rất nhiều, thay cả Luca Toni, thay cả Figo vào sân. Đổi liên tục. Luca Toni là một người có khả năng đánh đầu khủng khiếp đấy, cũng không linh hoạt. Chọn hai chàng tiền đạo to cao và không linh hoạt. Giá rất rẻ. Cộng 3 mà có 3 mấy triệu thôi, khả năng. Không ai dùng Mario Gomez mà World Cup 10. World Cup 10 thì tệ quá. Tôi treo bán mãi, không mua. Khổ. Cái thẻ cộng 3 có 50 triệu đấy, không ai mua, tệ. Khổ lắm. Còn với DLK Trung Nghĩa thì DLK viết không thuộc Viên Hoàng. Mấy anh chàng kia Viên Hoàng. Với 4-2-3-1 nhưng biến tấu đó là Matic nó lùi sâu giống như kiểu anh chàng Phụ Ngô cũng thích Kim Minh. Có Kim Minh rồi. Kim Minh bên tay phải, Alaba trái, như vậy là hai cầu thủ bay em. Với Cannavaro mùa 6U nhưng phong độ không cao. Và Mertesacker quả này thì Luca Toni chỉ cần nhằm vào đúng vị trí Cannavaro là thịt ngon. Đây này anh nhìn Cannavaro 6U đã khác hẳn cái mùa World Cup 6 ấy này. Tôi chờ xem thế nào. Và Totti đã giữa, Figo phải, Bale trái, Suarez đã cắm. Như vậy thì tạt à. Bale bó vào, tạt, thôi được. Và Suarez SC, Luis Figo World Cup 6 như mấy mua. Level thấp ấy. Đã sai vị trí rồi. Không, được đấy, 13. Mới mua đẩy luôn cho cấp 13 luôn. Tôi bảo rồi mà. Trong lại xem trận đấu vừa rồi thấy giá rẻ có thể giá súc. Cầu thiên xích ngay. Lần này sẽ chơi màu áo xanh xanh xám xám của Legia. Còn bên này sẽ là màu áo sân nhà của Manchester United. Quang Huy sẽ đối đầu với cái đội bóng mà nếu theo như lý thuyết là anh chàng Quang Huy này đang thích. Ở bộ không biết là có nhà không. Nhà thì tôi nghĩ là khó bởi vì bây giờ mỗi trận đấu là một trận đấu mang chúng ta đến cái đỉnh vinh quang để có thể lọt tiếp vào vòng trong đến vòng chung kết toàn quốc. Vì thành tích cá nhân sẽ phải bỏ qua hết, tôi nghĩ là như vậy. Lần này thì không nhường, gọi là gạt bỏ hết cái tình cảm cá nhân, những cái sự hâm mộ ra và đến với trận đấu. Bên tay trái vẫn là Quang Huy. Chiến thắng trận này nữa thì quả thực Quang Huy đã góp công rất lớn vào Hải Phòng, quả thực sẽ rất nhẹ nhàng để có thể tiến trên cái con đường của mình. Cannavaro đánh đầu được kìa. Cannavaro đánh đầu hay lắm. Được đấy, được đấy.
16U. Chuyên cắt với chặt đấy. Nếu mà thoảng không phải là một cầu thủ bóng đá thì chắc tầm này là nhà chắc mở quán phở gà. À đúng, hoặc là quán gọi là dạng đồ tẻ. Giết mổ thuê, chặt chém chém. Đâu như này cắt với chặt là chỉ thịt gà thôi, phở gà ơi. Chặt đấy cả. À đúng, cắt thịt rất thôi, làm nghiệp xương đấy. Ngan chặt rồi vịt chặt linh tinh. Chân gà rút xương đấy, kiểu như là Cannavaro làm ngon lắm. Nấu ăn đầu bếp rồi, đầu bếp của Ý. Đầu bếp Ý nhưng Ý như người ta không ăn mấy món này. Đấy, ngày hôm qua quên mất, chúng ta định tìm hiểu về Ý người ta nhậu với cái gì, không để ý nhỉ. Chẳng nhậu mì là chán lắm. Tạt vào thôi. Gì ạ? Vẫn còn cơ hội. Đánh nhậu. Sao lại ủn nhau ủi. Ông hậu vệ ngáo kìa. Ông đang vi đích, ủi dồi ôi vi đích ngáo thế. Rất ngáo. Một tình huống mà hậu vệ truyền cho cầu thủ đối vừa vào chọc khe. Không được. Thủ môn rất nhiệt. Lên rất sớm. Vẫn còn đó là Trung Nghĩa. Kimmich. Xin bóng. Kimmich dáng cũng giống làm luôn. Tóc kiểu hơi vàng vàng giống thế luôn. Sẽ là cơ hội dành cho Trung Nghĩa. Su ra ngoài bên trong. Tiếp kích Su 30 à? Máy bay tầm trung. Trung Nghĩa đá có vẻ ổn hơn so với anh chàng ấy đấy. Hoàng Khang đấy. À Hoàng Khanh nhầm. Ui. Vẫn bí, vẫn tù. Thực ra do bên phía của Quang Huy đang phòng thủ khu vực rất tốt. Bắt bài kìa, bắt cài theo rất sát. Không biết làm gì bây giờ, đổi cánh nguy hiểm bởi vì Bêu đang rình rình cái kia rồi. Không biết làm gì luôn. Khoảng cách cự ly của tuyến dưới với tuyến trên đang quá xa khiến Trung Nghĩa không thể làm gì. Và anh ấy sẽ bị nhận quả phản công nguy hiểm này. Rốt. Chọc khe rồi. Dứt điểm. Ôi. Con. Ấm. Anh chàng nào đây? Sai lầm của anh chàng nào khi cướp quả bóng lại đến đúng vị trí của Robben này. Anh nhìn trông motorcycle. Đấy, Robben đấy, bài review mới nhất của anh về anh chàng đầu hói đấy. Nhanh, tốc độ thoăn thoắt. Lướt đến phát, cắn ngay. Không kịp nhìn. Chắc không kịp nhìn đúng rồi. Tôi không nhầm, hình như nó là cầu thủ tóc vàng và đó là Metasucker rồi. Đúng. Đấy, anh chàng to cao tóc vàng này. Đúng rồi. Thế thì thôi rồi. Và đó chính là Cao Bồi Thôn, Arjen Robben. Với cái phiên bản mới này có vẻ nhiều cầu thủ Hà Lan được sử dụng phết đấy. Snyder, rồi kể cả là Afalay. Van der Vaart cũng được sử dụng nhé. Van der Vaart, Van Persie, Van Nistelrooy, Van der Sar. Đấy, cầu thủ. Trừ hậu vệ ra thôi thì những vị trí của hậu vệ phải ngày xưa. Hậu vệ phải cổ, phải rất cổ thì mới ra được. Trong bản chúng ta lại không có Zastam. Chứ có Zastam cũng là một trung vệ xuất sắc này là công nhận. Nhưng bây giờ hậu vệ Hà Lan tồi tệ lắm. Thực sự tìm một người, muốn xây dựng team Kaller Hà Lan thì thiếu hậu vệ. Có dạng như kiểu là Mathiasen à? Ừ, Mathiasen rồi thì cái gì nhỉ? À, mấy ông Van Buồn Quất đấy. Van Buồn Quất thì đá hậu vệ cánh chắc là cũng nghỉ rồi đúng không? Quất này có Quất Lâm. Đấy cơ hội. Quất thế nào anh nghĩ ngay là Quất Lâm được. Chắc hay đi biển à, hay đi biển à? Còn đi chùa, Quất Lâm tự mà. Ơ, đấy chuyền tốt quá. Su. Cố. Trung Nghĩa vẫn đang cố bởi vì đây là những giây cuối cùng hiệp đấu đầu tiên này rồi. Lại cẩn thận, lại dính phản công. Ui, cái kiểu này, cái hình ảnh này quen quá rồi. Tuột phá. Ôi. Không bèm được. Không được. Pha xử lý đó vẫn hơi cồng kềnh. Chưa hết giờ. Hết. Chuyển về là hết. Vào đấy mà bèm sớm thì ăn rồi. Quả quay người phát bắn luôn nhỉ. Chân trái nhưng mà quay người đấy của Figo. Figo đang trong tình huống đó là nhận bóng. Cấp 13 nữa. Này, chỉ số vẫn còn hơi thấp. Không một cú sút nào cả bên phía của Trung Nghĩa. Trung Nghĩa đang gặp rất nhiều khó khăn. Quả thực là niềm hy vọng của bên Đắk Lắk đang dần rời xa. Trận đấu này Trung Nghĩa đá không phải là tồi lắm. Thực ra nó là sai lầm cá nhân của hậu vệ thôi. Trong đấy Quang Huy trận đấu này cũng mất đi cái bản sắc tấn công của mình. Nó không nhìn đến nhiều pha bóng mà anh ta cầm bóng tốt. Đúng là như vậy. Đá chỉ trông chờ một chút gì đó phản công, sau đó là ghi bàn may mắn. Có lẽ là do Trung Nghĩa anh đã giữ bóng chắc quá. Khả năng giữ bóng của Trung Nghĩa cũng không kém gì Ngọc Vũ lắm đâu. Nhưng cái độ sáng tạo và đột biến giống như kiểu Ngọc Vũ hay là giống như kiểu những anh chàng mà bên phía của Thái Bình thì hơi khó có đó. Sai lầm. Trung Nghĩa đấy, sai là ở những pha cuối. Giữ bóng ở giữa sân cực hay nhưng đường truyền cuối cùng thì thực ra Trung Nghĩa đang gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, được đấy. Ngon lắm. Cũng được đấy. Nhìn giá tiền tự nhiên lên rất khủng khiếp mà biết mà. Cộng 1 như bây giờ lên 6 mấy triệu. Tôi cảm giác đá ăn hay World Cup 6. Thề với anh luôn. Điểm tích mà đã bảo rồi, tức là sang đến mùa không bị thọt bóng bổng. Trọng không bị thọt nữa rồi. Mà khác nhau có mỗi 3 tháng hè nhỉ. Thế đúng công nhận là vậy. Không thọt luôn. Còn 1 tháng nữa. Mùa 6U với cả mùa World Cup không phải hơn. Bởi vì nếu mùa 6U là tính đến cuối mùa của mùa 2006 đấy, sang 2007 mà. Ừ, sang 2007.
Thế nên là mất được tầm nửa năm. Cơ hội. Rồi. Đen rồi, đen rồi, đen rồi. Đã không hay là còn không may thế này thì chết. Quá đáng tiếc dành cho Trung Nghĩa. Và Quang Huy lại phản công một đường chọc khe cho Bêu. Không được. Bêu như một con quái vật vậy. Kinh. Siêu xe. Mở tốc là chạy. Lại... tiếp tục là chọc khe bầu. Anh trang này vẩy rất linh tinh. Đúng. Đây là cái lối đá của bản cũ. Khổ thế. Chiêu... chưa bỏ được. Đấy. Có những cái chiêu vẩy khoai thần trưởng. Ê, quá. Không được. Được. Tí ngon khi mà Smalling cực ngáo trong tình huống đó đánh đầu về cho thủ môn. Hơi nhẹ. Phút 75 rồi. Quang Huy vẫn đang sống trong cái thế trận không hoàn toàn an toàn. Nhưng đối thủ cũng không phải là quá hay cho nên anh ấy vẫn đang rất là tốt. À là 3. Sai lầm. Đảo cánh, đảo cánh, đảo cánh. Cái vấn đề của bên phía Trung Nghĩa đó chính là anh đá hơi kém. Không có được cái độ chính xác và tỉnh táo trong những pha dứt điểm và đây rồi. Không được. Tôi nghĩ đây nên là pha chuyền bóng ra cho tuyến 2. Tuyến 2 đóng luôn. Tuyến 2 đến hai người chạy lên cơ mà. Bây giờ thì lại là phản công dành cho Trung Nghĩa ở phút thứ 84 này. Thời gian không còn nhiều, Đắk Lắk đang trông mong vào một ít nhất là một bàn thắng để có thể kéo trận đấu vào đến hiệp vụ. Đúng. Chỉ cần san hòa thôi, tôi nghĩ là tâm lý của Trung Nghĩa nó sẽ được giải tỏa. Đúng là như vậy. Sau cái pha đánh đầu vào xà ngang hơi đen một chút. Ê, chờ bóng. Và như thế là phản công tiếp tục dành cho Quang Huy. Chọc luôn. Chọc luôn. Chọc luôn. Bêu, bêu chạy khổ là khổ, không chọc bây giờ được khi mà hết lực rồi bắt đầu mới chọc. Khổ thật. 90. Ồ, không một phút giờ nào cả. Trọng tài chưa thổi. Thổi luôn đấy. Trọng tài quá tệ. Vội lắm, ông trọng tài này có cỗ rồi. Và chiến thắng một lần nữa thuộc về Quang Huy với tỷ số chỉ là 1-0 mà thôi. Tầm này thì giờ nó cũng hơi muộn. À, trong đấy không biết có lạnh không, nhưng ngoài Hà Nội là tương đối lạnh. Giờ này là về là phải đón con, về đón con. Không, hôm nay chủ nhật. Chủ nhật. À đúng. Chủ nhật nghỉ. À, học thêm. Đấy, à, học thêm, nói chung thêm. Là cũng phải đón rồi về đón con, đón chờ cơm các thứ nó vất vả lắm. Có khi về phải đi chợ cho vợ đấy, khổ. Trả bài à? Ôi, đi chợ thôi, trả bài gì? Không, tức là bắt là thứ bảy chủ nhật thì phải đi đi chợ. Đi chợ rồi đi mua đồ rồi đi, phải dắt vợ đi siêu thị. Tối tắm rửa cho sớm, thơm tho đấy, kiểu vậy. Nhưng mà nói chung là có khi chưa đi đến chợ đã tiêu hết cả tiền rồi. Cái khổ, cái này phải chịu đây. Anh chàng tiếp theo vào rất nhanh, tôi thích như thế. Tức là những người đó... Công việc à? Đấy mà tức là tôi thấy như thế, tức là những người nào mà đang trông chờ khi mà vừa ao người nào ra phát thì cái vào luôn. Đấy là cái sự gọi là cái ý thức của người ta chuyên là nghiệp. Luôn luôn sẵn sàng chuyên nghiệp. Mấy anh thành phố Hồ Chí Minh phải lâu, tôi thấy thành phố Hồ Chí Minh lâu nhất. Người này là ao ra phát chồng lúc sau tầm 2 phút xong thì lại người kia vào. Tôi và anh nói chưa xong chuyện là trọng tài về nhà nấu cơm mà thì... chúng ta đã đến luôn trận với đội hình ra quân của cả hai vận động viên. Lần này thì hy vọng còn lại là cục Việt. Bên này thì vẫn là 4-2-1. Ấy đừng giật mình. Tự nhiên chọn nó là theo dạng tối ưu. Tự nhiên này câu lạc bộ và Van der Sar cũng bắt chính. Có Maicon à, Maicon World Cup 10. Đá đây là mùa xuất sắc nhất sau mùa World Best. Hay lắm, hay lắm. Ui, giá lên cao thế. Tụt xuống. Ngày xưa tôi có cái thẻ cộng 2 là cũng tầm chắc 80 triệu à. À đúng. Ngày xưa tôi mở được ra một cái. Mua thêm một anh nữa phải được. À. Tươi luôn. PP và Colina được này. Vieira 16U. À như vậy sẽ đá cạnh với Bot này. 16U này tôi đánh giá về khả năng phòng thủ hơi kém. Nhưng mà về tấn công nên lên dứt điểm. Ui giời. Chỉ số phòng thủ nó kém hơn tầm 5 điểm so với lại 3 điểm kém 3 điểm so với lại mùa World Cup 6. Nhưng mà nhìn cái chỉ số cứ toàn trên đầu trên trăm này là cũng kinh, dứt vật ném vào đâu cũng đá được hết. Không nhận. Cũng có kiến tạo này. Có chứ. 4-6 thế này. Ui dồi. Sao giá kiểu lên voi xuống chó này. Lúc thì xuống 200 bây giờ lên là 250. Ờ. À, cũng thế thôi. Thay đổi theo giờ. Còn đây Ronaldinho không nào? Ronaldinho thì bây giờ đang lên dần bởi vì không mở được nữa. 29 có thể hơi dài. Nó cũng không có gì quá. Đúng, bình thường. Closer World Cup 10 là tiền đạo mà có tốc độ ổn. Thẻ bên kia. Thẻ Closer tuần xin thông báo nên dùng cộng 1. Ừ đúng không? Bà ngắn lắm. Thế nào 4-2, 2-2 và biến tấu à. Có Crespo và Ibra, Bale, Rondo, Buffon trong khung gỗ. Mertesacker đá là SW à. Cũng được, thực ra này Mertesacker thì đá mãi được. Lại là MU à. Như vậy là Leja và MU tiếp tục. Với Leja Warsaw thì đó là một ký ức rất đẹp dành cho những người hâm mộ về cách cày tiền huấn luyện viên 2. Về giải đấu của bên phía Leja Warsaw đấy là giải Ba Lan này. À, đúng như đúng như rồi, vâng, kết thúc rất nhanh. Kết thúc nhanh với ít đội. 27 vòng thì phải đúng 27-28 thôi. Đấy, thì... vèo qua xong. Trong các đội các cái giải khác toàn 34-37. Đôi khi 38. Giải... 38-38 đúng. Mà đặc biệt là giải International nó còn lên đến 50 bao nhiêu? 47 à? Đấy. Ôi đá. Đá vất vả. Mệt nghỉ mãi mới được thưởng. Mà thưởng cũng chỉ ít hơn một tí tí. Thế cho nên thôi, thả đá nhanh xong là kết thúc là lấy tiền. Chính xác là như vậy. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu này.
khi mà Quang Huy vẫn sẽ là người được bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn hình nhỏ các bạn, và anh ta cũng là người giao bóng. Với một trang phục này tôi thấy có vẻ như đáng giống kiểu ninja, đá khá lẫn với màu sân. Đấy. Thế này thẳng thì khổ cả người đối phương mà khổ cả mình. Đúng. Không biết cầu thủ đâu. Mắt tôi kém mà thế này tôi chịu. Bắn. Thôi thôi xong. Closer. Ôi, tiếc quá. Dùng cộng 1 đánh đầu vào chắc luôn. Đúng, công nhận. Nếu anh nói thế tôi cũng có khả năng công nhận như vậy. Crest chọc, nhưng Crest chọc xấu lắm. Quốc Việt cũng là một thanh niên thích đảo đúng không? Đúng là như vậy. Quốc Việt đảo có khi nhiều hơn cả anh chàng Phụ Ngô cơ. Chọc. Phụ Ngô bảo đây là đệ tử à? Đệ tử. Sẽ đề á? Không, nói như là QW cho anh chàng Crespo, nhưng Crespo không chạy. Và hy vọng cuối cùng ghét rồi đấy, ghét nhau rồi đấy. Chắc là thấy bên kia bảo tạm dừng cho em thay người. À, cũng được. Nhưng mà với giải đấu này, với cách cái server này thì không thể nào cho bên kia cũng dừng khi mà mình đang cầm bóng được. Chỉ có quốc tế, cái giải quốc tế hay là hay đó là việc dù mình đang cầm bóng bên kia vẫn có dừng trận đấu để thay người được. Quang Huy với Dinho dốc khá nhiều, chân của Dinho cứ thân thoát thoát. Hôm qua tôi mới xem một cái xe trên mạng Facebook, đó là cách mà Thiago Silva đá truyền cho Dinho, tâng một phát qua đầu, lượn một phát ở vòng vai, hất từ gót lên, khéo lắm. Tuyệt nhiên. Đấy chỉ là đứng chơi với nhau thôi mà đã làm được như thế thôi. Đánh đầu. Lập vào lỗi rồi. Lỗi, đúng rồi, trong cái khu mà thủ môn kiểm soát bóng đấy thì không được phép tác động vào thủ môn. Một tình huống ùn, Gianluigi Buffon. Đấy, Kim Jong-un à, thôi. Ta vẫn được quả đem biên. Đúng rồi, tạt vào đối phương xong bật ra. Tính cả. Tất cả nó trong sự tính toán. Cái này tính toán tính lởm lắm rồi đấy. Cái này là giả lại, đã người ta đã phép play. À, này phe này. Chọc. Chọc ngay cho cái anh chàng không biết chạy. Ibra Hải Phòng là 26, trong đấy ở miền trong Đắk Lắk có 10. Tất nhiên. Càng gần trong thành phố Hồ Chí Minh thì càng tính được nhanh hơn. Vẫn sẽ là Griezmann với Quang Huy. Rất đề được đấy. Cứ lao cứ lên. Lại sút vào đầu nhau rồi. Khổ thế nhỉ. Mấy ông kia toàn dơ răng ra cản. Lại chọc vớ vẩn rồi. Ngày hôm nay Đắk Lắk đang thi đấu một cách đang thiếu đi một sự tập trung. Và ngoài ra là cái họ cần, đây là cách tấn công. Nhưng mà họ lại đá theo đúng một cái bài đơn giản quá và Beotmer. Đau. Lại cưa lại vào mặt. Sao không đóng nhỉ? Phát thật căng cái chân mà. Trái của Beotmer là chân để CD. ZD là xấu lắm. Chọc được. Thế nào nhỉ? Này tôi chưa hiểu lắm là cái bên phía của Đắk Lắk này nào đây. Hôm nay chắc buổi trưa là uống hết cà phê rồi. Đúng rồi, đang phê quá. À có khi là uống từ đêm mà từ ngày hôm qua. Thế ngày hôm nay không ngủ được. Sáng lại xem tí gọi là chung kết thế giới nữa thì thôi. Đi nhỏ. Ngon. Đánh đâu? Vẫn chưa được và lại là closer. Anh nhìn thấy Buffon bắt CD tốt chưa? Được. Cứ sút treo góc là Buffon đấm được hết. Chọc như nào bây giờ? Lại chọc chuẩn xem. À lần này chọc chuẩn rồi đấy. Nhưng Ibra làm gì thôi? Đánh được. Không được. Không đúng. Và tiếp tục cả hai bên đều đã có những pha ăn miếng trả miếng. Bằng cách đó là đều xử lý lỗi. Ui, tí lỗi. Hết giờ này, vòng về là hết này. Vòng về là hết thật. Dinho. Dinho đang đá giữa nhưng giặt cánh khá nhiều. Chuyền hơi vội nhưng còn đó là closer. Dơ. Dơ. Đây mày là dơ bẩn rồi. Nhưng vẫn còn phạt góc. Rất tiếc. Quả thứ hai mà anh ta sút luôn thì đẹp đấy. Phất ngay được, quả phất hay phết. QW phải như thế. Một đóng đá, đóng luôn lại còn đỡ. À. Hơi đáng tiếc nhưng vẫn còn phạt góc dành cho Quang Huy. Mai con tạt được không? Quang Huy đang đứng trước cơ hội để trở thành MVP trong trận đấu này. Đúng, đúng. Một mình clear. Vẫn đang ngắm. Một mớ xấu. Xấu. Ơ lại ngon. Sút kém thế. Sao sút toàn vào người đối phương nhỉ? Sút tiếp. Sút. Vẫn thủ môn. Thủ môn hay lắm. Thủ môn. Quá hay. Và hiệp 1 sắp sửa kết thúc. Hết kết rồi. Thủ môn bắt những quả chéo góc cực hay. Hay. Công nhận là những pha đổ người cực nhanh. Đấy, kiểm soát bóng 60%, dứt điểm chúng con 6 lần nhưng không một lần thành bàn thắng. Toàn tỷ số thì vẫn đang là 2-0, mỗi đội 1-0. Đấy là và là chúng thủ môn mới tính là 6. Còn chúng hậu vệ nữa cơ. Những quả sút của ZD toàn mặt hậu vệ đấy. Có phải 10 quả sút. Sợ là 8 hay 8 8 thôi. Thế là 2 quả trúng mặt hậu vệ. 2 quả vào mặt. Trong đấy bên phía của anh chàng Quốc Việt thì là không. Chưa tung ra được một cú dứt điểm nào. Con số 0, 8 với 0. Chỉ có duy nhất một quả tạt cánh nhưng không đánh được đến đầu. Đúng. Cố. Công việc bây giờ khó. Lại ăn. Không ăn được. Đỡ. Bên kia sút bãi vào, bên này một phát ăn luôn. Thế thì hỏng. Tấn công nhiều không ghi bàn thắng. Là sẽ bị mẹ mắng. Ronaldo. Đẩy giạt ra cho Dinho. Ui. Vieira. Sai lầm của Dinho.
Dinho tôi nhìn thấy thể lực cũng hết rồi, có thể thay. Dinho bất kỳ mùa nào thể lực đều kém mọc. Ở trong khe bầu chuyển thẳng căng ngang vào giữa được, giữa đang thoáng, tuyến hai nhiều vào. Ủi dục, ôi đá tủ thế. Hết rồi, phạt công dành cho Quang Huy. Crespo, à không, đó là Closer. Closer đang chạy rồi. Closer hơi World Cup 10. Closer World Cup 10 thì có được tốc độ cao hơn hẳn so với mùa World Cup 6. Tinh tế hơn, có độ khéo léo cao hơn. Đây là một trận đấu mà tôi không thấy Quốc Việt có những pha thể hiện như ngày hôm qua. Thể hiện gì bây giờ, đá tù như này, không tìm nổi gôn nữa mà thể hiện. Anh Đạ không có Hernan Crespo đúng không? À đúng đúng đúng. Đấy, mất đi niềm tin, niềm tin vẫn đang còn. Còn đây 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 đây, còn. Niềm tin đây. Niềm tin đây rồi làm gì? Chính niềm tin là người chuyển hỏng. Đúng không? Em đi xa quá rồi. Đi Nho. Ui, bên này cũng tù rồi. Nho hết lực phát đá chậm lắm. Nên thay Nho đi. Hoa quả nổi giận đi. Bắn được. Sao cơ? Đấy, tôi bảo rồi mà. Với chân tốc độ rồi. Tốc độ của Miroslav Klose đã mang đến bàn thắng này. Một thắng vô cùng quý giá dành cho Quang Huy những phút cuối đấy. Ronaldinho kìa. Ông ra ông mừng ông nào ấy, ông ngoài ngoài kia. Khả năng kiểu nhìn thấy người quái âm. Ui trời chết. Thế nhìn không nhìn vào Closer mà nhìn ra cái khoảng trống ở bên cạnh. Đấy giọng kiểu là có cái tâm linh ấy. Ừ, nguy hiểm quá. Nhưng thôi, chúng ta hãy quay trở lại trận đấu. Phù thủy bạn đúng không? Tôi đi nhô là gọi là phù thủy trên sân. Phù thủy nhìn thấy người âm nó thoải mái. Thầy bói luôn. Không, hôm nay cũng Halloween. Đấy. Người ta nhìn thấy là cũng phải thôi. Hợp lý. Và Quốc Việt bây giờ thì thôi rồi. Thế anh có biết là tại sao mà lại có cái ngày Halloween không? Halloween để ngày cho gọi là người gọi là ma quỷ ra để vui chơi thôi. Thì chúng ta tại sao lại phải biến hóa thành giống hoa quỷ? Dứt điểm. Nga làm gì đây? Dậy đi. Ông ấy làm gì đây? Ông kia ông ấy Nga xong rồi làm cho Ibra không thể dậy được. Dính nhau quá ông này. Tình thương mến thương. Thương này. Ui dồi. Ngon quá. Crespo. Dứt điểm. Vẫn là cái lưng. Chém rồi. 9 lần dứt điểm bên kia, 2 lần sút. Nào, thế tại sao chúng ta lại phải hóa trang? Hóa trang để đỡ bị ma quỷ bắt đi, bởi vì nó nhìn giống của chúng nó nên chúng nó không bắt nữa. Đúng rồi, đấy, đơn giản. Rồi hồi bé xem suốt mà. Thế là giống như kiểu đó, cái ngày lễ là vong hồn Việt Nam đấy. Cái ngày là xá tội vong nhân à? Xá tội vong nhân với lại gọi là tháng vong hồn ấy, tháng vô hồn ấy, cũng phải phải cúng. Và những ngày đấy nếu mà kiểu ra vào cái tầm giờ nào mà kiểu dễ bị ấy mà. Nhưng mà cái Halloween này là của quốc tế, đâm ra là mình không sợ. Không hoàn toàn đúng chứ nhé. Đây rồi, ơi, bọt bia. Bọt bia rồi, bọt bia, rất hay. Và Dinho là không thay ra nhưng cuối cùng đã có pha kiến tạo, chuyển tốt. Và bọt mê này đã có một pha bóng ZD. Hôm nay đúng là một ngày Halloween dành cho bên phía của Đắk Lắk. Vô cùng là ác mộng. Quá ác mộng luôn, và lần sau Hải Phòng mà sang Đắk Lắk chơi thì không cần hóa trang. Cứ đi nguyên cả một tập đoàn sang. Ai sợ? Người ta nhìn thấy người ta sợ rồi. Hay ba người ở những phút cuối này. Và niềm tin đã mất. Hoàn toàn niềm tin đã mất. Công việc rất đáng tiếc. Ngày hôm qua anh từng bừng bao nhiêu thì ngày hôm nay anh đi sụp đổ bấy nhiêu. Và 2-0 là tỷ số cuối cùng. Không, tỷ số cuối cùng nó phải là 3-0 dành cho bên phía của Hải Phòng. 2-0 của trận đấu này thôi. 2-0 trận đấu này và 3-0 dành cho tổng. Chung cuộc là 3-0 và chúng ta đã tìm ra được người chiến thắng và sẽ tiếp tục là cạnh tranh với ngôi vị ở phía trên, đó chính là câu lạc bộ Hải Phòng. Như vậy là bảng xếp hạng mùa này sẽ rất căng thẳng với 4 đội đều được 9 điểm. Hay chả, quá hay rồi. Và đều giống y nhau luôn, 3 thắng 1 thua và họ không có ai là người bất bại cả. Rất hay. Nhưng trong khi đó thì ở nửa dưới thì có 3 điểm với 1 ông 0 điểm. Còn một trận đấu nữa là trận đấu Cần Thơ với Huế chưa kết thúc. Chưa đúng không? Nếu mà Cần Thơ mà thắng thì Cần Thơ lại nằm ở giữa. À được. Đấy, cái kiểu nằm giữa. Ok. Và đây sẽ là lịch thi đấu của tuần sau. Với ngày mùng 5 tháng 11 lúc 15 giờ, Thái Bình Đà Nẵng, một trận đấu cũng khá ổn, và Quảng Trị Hải Phòng cũng hay. Hải Phòng và Quảng Trị bằng điểm nhau mà. Ủi, quá xuất sắc. 17 giờ, Thành phố Hồ Chí Minh gặp Huế. Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ là ăn gỏi rồi. Trong khi đó Cần Thơ và Đắk Lắk, một trận đấu cũng khá ngang tài. Và đó là những gì mà chúng tôi muốn truyền tải các bạn trong ngày thi đấu hôm nay của giải đấu Liên Câu Lạc Bộ mùa 4. Còn bây giờ xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau với mùa 4 của giải Liên Câu Lạc Bộ với những trận đấu vô cùng hấp dẫn.